Gianluigi Buffon, tên của anh đã trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới. Chẳng cần phải chờ tới khi chàng thủ môn có biệt danh siêu nhân chạm cột mốc 1.000 trận đấu trong sự nghiệp trong cuộc đối sức với Albany tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Cũng chẳng phải đợi đến khi Buffon được chạm tay vào chức vô địch UEFA Champions League, danh hiệu lớn duy nhất anh còn thiếu trong sự nghiệp. Bởi từ rất lâu rồi, Buffon đã luôn ở trong top những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Mức giá chuyển nhượng 53 triệu euro của anh từ Parma sang Juventus năm 2001 cho đến nay vẫn là con số kỷ lục trong một thương vụ với nhân vật chính là một thủ môn. Từ đó đến nay, tên tuổi Buffon luôn gắn liền với bà đầm già thành Turin. Cùng Juve, anh đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc với những chức vô địch Serie A, Coppa Italia, siêu cúp Italia và không ít những đắng cay khi đội bóng lao đao khốn khó vì scandal Calciopoli. Rất nhiều tên tuổi đã rời bỏ con tàu đắm Juve như Cannavaro, Hugon, Zambrotta, Emerson, Ibrahimovic, nhưng Buffon vẫn ở lại, kiên cường chiến đấu cùng đội bóng ở Serie A. Và quả ngọt cho lòng trung thành đó là những tháng ngày thống trị Serie A kéo dài suốt 5 năm qua. Còn ở đội tuyển Italia, kể từ khi Buffon chiếm được vị trí chính thức sau thời kỳ của Tondo năm 2002, thì đã không còn một thủ môn nào có thể đảm nhận trọng trách này nữa. 15 năm qua, Buffon như một vị thần bảo hộ cho khung thành của đội bóng ở Thiên Thanh và cùng Azzurri vượt qua rất nhiều thử thách. Dấu mốc đáng nhớ nhất chắc chắn chính là World Cup 2006 khi Italia xuất sắc đăng quang ngôi vô địch với điểm tựa là sự vững vàng của Buffon, thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu. Bước lên đỉnh thế giới của đội tuyển quốc gia đã được rất nhiều chức vô địch trong nước cùng câu lạc bộ Juventus, nhưng vẫn còn một điều thiếu sót khiến sự nghiệp của Buffon chưa trở nên hoàn hảo, bởi anh vẫn vô duyên với chức vô địch UEFA Champions League. Hai lần vào chung kết lại thất bại, những nỗi đau khó nguôi ngoai, nhưng các cổ động viên của Buffon và cả những fan của Juventus vẫn tin rằng dù anh sẽ được hưởng hương vị chiến thắng, có thể ngay trong mùa giải năm nay khi Juve đã vào tới vòng tứ kết, hay cũng có thể là trong tương lai. Khát khao giành chiến thắng tại Champions League vẫn là động lực để Buffon tiếp tục chiến đấu dù anh đã bước sang tuổi 39 từ tháng 1 năm 2017. 1.000 trận đấu, trong đó có 168 trận cho tuyển Italia và 612 trận cho Juventus, nhưng chắc chắn đó vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng của siêu nhân Buffon.